từ viện an dưỡng tỉnh lại, đối với mình hết thảy đều là không biết. Sau khi ra khỏi viện dưỡng lão phát hiện, người này biết tôi, người kia cũng biết tôi, khắp nơi trên thế giới đều là người quen. Diêu hương ngưng. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Chính văn không chính phú, nếu có chính là đơn mũi tên, là nữ chính xuyên qua đạo bút cố sự. Ngoại truyền sẽ viết đường tình cảm. Chương 1 Viện An Dưỡng bạn đang nghe tại truyện chấm audio phanh 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 tiếng va chạm kỳ quái quanh quẩn trong viện an dưỡng màu trắng âm thanh này trong hoàn cảnh yên tĩnh có vẻ hết sức quỷ dị theo hành lang đi tới trước một cánh cửa gỗ âm thanh kỳ quái chính là từ nơi này truyền ra một người đứng trước cửa sổ cô đang đập đầu vào cửa kính tiếp cận phía trước còn có thể nghe được nàng thì thào tự nói ta là ai ta ở đâu phân không rõ giới tính của hắn tóc khô vàng nửa dài không dài khoác lên vai hắn trên mặt xám xịt chỉ có một đôi mắt coi như sáng ngời đúng vậy người đang đập đầu vào tường này chính là tôi từ khi tỉnh táo tới nay vẫn ở trong viện an dưỡng này cái gì cũng quên không còn một mảnh ngay cả tên đầy đủ cũng không nhớ rõ chỉ nhớ rõ hình như trong tên có một chữ ngưng thời gian ở trong viện dưỡng lão này quá dài Dài đến mức tôi chỉ có thể dùng đau đớn để chứng minh sự tồn tại của mình. Lạch cạch một tiếng, cửa mở ra, một người mặc áo blue trắng đi vào, trên tay bưng cơm. Nhìn chầm chầm cơm, trong ánh mắt toát ra khát vọng, sau khi đối nhân xử thế đi, khẩn cấp nhào tới. Tuy rằng không ngon, nhưng ta vẫn là từng ngụm từng ngụm nhai thức ăn, bởi vì chỉ có vào lúc này mới cảm giác mình còn sống. Ngay từ đầu, tôi đã tự hỏi mình là ai và tại sao tôi lại ở đây. Nhưng theo thời gian từng ngày trôi qua, ngoại trừ bức tường trắng, không ai sẽ trả lời những vấn đề này. Cũng thử đi hỏi những người khác, những người mặc áo blue trắng kia sẽ không để ý tới tôi, mà những người trong phòng khác đều có chút quỷ dị, dần dà, dạ, tôi ngay cả cửa cũng sẽ không ra. Trên tường màu trắng khắc từng đạo vết xước, đây là ngay từ đầu là vì ghi chép thời gian vẽ, đến phía sau theo hy vọng dần dần tan vỡ, đơn giản cũng không hề để ý tới thời gian trôi qua chỉ là nhìn chim chóc trên cây ngoài cửa sổ bay tới bay lui lá cây từ vàng lại biến thành xanh cơm nước xong vuốt ve đồng tiền trên cổ đây là thứ từ khi tỉnh táo tới nay vẫn đeo trên người tự dưng tôi cảm thấy thứ này rất quan trọng trên đồng tiền này khắc chữ ở giữa điểm chu sa có một loại khí tức cổ xưa thoạt nhìn niên đại rất lâu đời đã thử gỡ nó xuống nhưng sợi dây đỏ nối liền với đồng tiền cực kỳ dẻo dai lấy tay túng dùng đồ cắt cũng không lấy xuống được cuối cùng dứt khoát cũng không quản đồng tiền này nữa, dù sao chỉ cần thứ này không hại ta là được. Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần rời xa, tôi rón rén mở cửa, thấy ngoài cửa không có ai, liền cẩn thận từng ly từng tí đi đến gian phòng cuối hành lang, dọc theo đường đi trong gian phòng bên cạnh sẽ truyền đến một ít âm thanh thưa thớt, tự như có người tứ chi song song bò trên mặt đất. Lúc mới tỉnh táo, vì tìm được thân phận của mình, đã mở ra một căn phòng, cửa phòng kia bị khóa lại, chỉ có thể mở ra một khe hở, bên trong có một người tóc tai bù xù tứ chi đang bò, không, không thể nói là một người, dùng từ chuẩn xác mà nói, đây chính là một quái vật mặt mũi dữ tợn, tôi bị dọa ngay ngốc tại chỗ, không dám nhúc nhích. Quái vật kia chú ý tới ta, quái kêu một tiếng, hướng cửa nhào tới, dưới tình thế cấp bách ta tìm về ý thức của mình, lúng cuốn tay chân đóng cửa lại. Quái vật kia sau khi ta đóng cửa lại nhào tới trên cửa cửa gỗ bị đụng kéo kẹt kéo kẹt vang lên, phốc phốc, đến rơi xuống rất nhiều bụi bặm. Tôi vừa lăn vừa bò chạy về phòng mình, trên đường không biết ngã mấy lần, ngay cả quần áo bệnh nhân cũng bị ngã rách. Khi đó chỉ dám trốn trong phòng, hy vọng cửa gỗ có thể rắn chắc một chút, mấy ngày sau ta vẫn ở trong phòng, không dám đi ra ngoài. Không biết đi bao lâu, tôi đã đến số phòng mình nghĩ đến, đẩy cửa đi vào, bên trong là một người đàn ông cao gầy lúc tôi vừa tới trong lúc vô tình đi vào phòng hắn hắn hình như nhận ra tôi lại hình như không nhận ra lần đầu tiên nhìn thấy anh đã cảm thấy anh có chút quen thuộc tôi nghĩ trước khi mất trí nhớ hẳn là quen biết nhưng anh ta cũng mất trí nhớ giống như tôi chỉ nhớ mình tên là trương khởi linh mỗi lần nghe đến tên của hắn đều có một loại cảm giác quen thuộc chết tiệt nhưng nghĩ như thế nào lại không nhớ ra đến cuối cùng cũng không nghĩ nữa nghĩ vậy ta lắc lắc đầu không suy nghĩ nữa, liền ngồi đối diện hắn tự mình nói chuyện. Hắn tự hồ không thích nói chuyện, nếu không là hắn ngẫu nhiên trả lời một hai chữ, ta đều muốn đem hắn trở thành câm điếc. Đã từng thử qua quan sát qua nơi này người, có ít người sẽ từ bình thường chậm rãi biến thành không bình thường, biến thành lần trước nhìn thấy quái vật. Trương Khởi Linh tự hồ sẽ không như vậy, hắn vẫn luôn rất bình thường, không có biến thành quái vật dấu hiệu, cho nên mỗi khi ta nhàm chán đều sẽ chạy tới đây nói chuyện. Ngay cả khi anh ấy không trả lời bất cứ điều gì, tôi vẫn cảm thấy mình không còn là một người không có quá khứ, không có tương lai. Chương 02 Tiểu ca nói chuyện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ngồi đối diện Trương Khởi Linh, tôi thao thao bất tuyệt nói chuyện. Từ việc tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Đề tài triết học sâu sắc như vậy cho tới bữa ăn hôm nay thật sự một lời khó nói hết loại đề tài sinh hoạt này sau khi thở dài một hơi buồn bã nói ai tiểu ca khi nào chúng ta có thể đi ra ngoài nếu đi ra ngoài ta mời ngươi ăn tiệc lớn được không coi như là nhiều ngày như vậy ngươi nghe ta nhắc tới thù lao hắn thói quen gọi trương khởi linh tiểu ca không biết tại sao chỉ là tại nghe được tên trong nháy mắt liền nghĩ tới xưng hô này có lẽ là mất trí nhớ trước xưng hô đi vốn cũng không kỳ vọng hắn sẽ trả lời vấn đề này chỉ là biểu đạt một chút phiền muộn trong lòng không cần anh mời em tiểu ca thản nhiên nói tôi vô cùng kích động tiểu ca bình thường chỉ trả lời một hai chữ hoặc là dứt khoát không trả lời hôm nay rốt cục trả lời ba chữ đây quả thực là một bước đột phá mang tính lịch sử hạng nhất nhưng sự phấn khích luôn có cái giá của nó quá phấn khích tôi cắn phải lưỡi lúc ông miệng kêu rên trong lúc vô tình liếc tiểu ca một cái tiểu ca tựa hồ nở nụ cười nhưng nụ cười thoáng qua rồi biến mất lại khôi phục khuôn mặt bài tú lơ khơ kia muộn du bình tôi che miệng lặng lẽ chăm chọc trong lòng tiếp theo lấy bút máy của mình ra bắt đầu vẽ bởi vì quá nhàm chán liền vẽ rất nhiều chân dung của tôi và tiểu ca có nên nói muộn du bình lớn lên đẹp trai hơn tôi rất nhiều hay không ôi tôi thầm thở dài trong lòng nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc khi nào mới có thể ra ngoài đây sau khi ra ngoài nhất định phải làm cho mình sạch sẽ trở lại trong phòng, yên lặng tự hỏi chạy đi phương pháp, cái này viện an dưỡng cho ta cảm giác rất không tầm thường, không giống như là bình thường viện an dưỡng, huống hồ nhà nào viện an dưỡng sẽ giam giữ quái vật A. Hơn nữa mọi người trong viện an dưỡng này, tự hồ đều có một ít địa phương kỳ quái. Nơi này nhân viên công tác mặc nghiêm mật áo bơ lưu trắng, cùng bọn họ trao đổi cũng không có phản hồi, không giống như là bình thường hộ công, càng giống là giám thị nhân viên xem ra trước khi mất trí nhớ thân phận của tôi vẫn rất quan trọng nếu không sẽ không có ai đến giám thị một người thoạt nhìn cũng rất bình thường một ngày nọ người ta tìm thấy một căn phòng với một lớp bụi dày trên mặt bàn giữa khoảng trống giữa bàn và giường một cuốn nhật ký và một cây bút đầy nước được tìm thấy nội dung nhật ký là một số việc vặt hàng ngày không có gì kỳ quái nhưng càng về sau lại càng có thể phát hiện tình trạng tinh thần của chủ nhân nhật ký không bình thường lắm khoảng cách ngày tháng ghi chép cũng càng ngày càng dài. Cuốn nhật ký cuối cùng được viết vào tháng 12 năm 1981, đã được một thời gian kể từ khi nó bị bỏ rơi, vì vậy bây giờ nó phải là sau năm 1981. Bất quá bút máy này ngược lại rất cao quý, lại đầy nước. Tôi trực tiếp chiếm làm của riêng, dùng cái này viết viết vẽ vẽ ở chỗ còn lại của nhật ký, coi như là quà tặng của thiên nhiên đi. Nghĩ vậy, lại tiện tay vẽ hai nét sau đó xoa xoa huyệt thái dương ánh mắt có chút chua xót cảm thấy cả người đều rất mệt mỏi giường của viện bảo dưỡng cũng không tính là mềm mại giữa thân thể và tấm ván gỗ chỉ cách một tầng bọt biển mỏng manh chủ yếu chính là có tác dụng trang trí đừng nói là công chúa đậu hà lan cho dù chó nằm ở đây cũng phải liều mạng đứng lên làm đệm giường cho tôi nhưng lúc này cũng không để ý tới thoải mái nằm ở trên giường dùng chăn che đầu lại chăn mỏng manh ngăn cách tôi với bên ngoài tựa như đứa bé vĩnh viễn cùng mình trong vòng tay ấm áp của mẹ nằm ở trong bóng tối không cùng toàn bộ thân thể giống như muốn bay lên cứ như vậy lay động a à, lay động a à, giống như xích đu trong công viên trong lúc nửa mê nửa tỉnh tôi hoảng hốt nghĩ đến bóng tối có lẽ không có gì không tốt ít nhất khi bóng tối phủ xuống có thể không cần nghĩ đến chuyện khác cũng chính trong lúc hoảng hốt này trước mắt ta xuất hiện một khuôn mặt mơ hồ khuôn mặt này mềm mại như vậy mái tóc màu xanh nha dùng trăm cài đặt ở sau đầu mái tóc trước trán vỡ vụn giống như lụa mỏng bị gió thổi nổi khẽ mỉm cười có thể làm cho người ta cảm thấy an ủi cùng lòng trung thành sững sờ tại chỗ tự dưng có một loại xúc động muốn rơi lệ người trong sương mù nâng bàn tay thon dài trắng nõn lên là muốn vuốt ve khuôn mặt nhưng cuối cùng chỉ hư hư rơi xuống mái tóc hỗn độn của ta trong lòng kêu gào muốn ông cô ấy chạm vào nhiệt độ cơ thể của cô ấy trở lại cái ông khiến tôi cảm thấy hạnh phúc kia nhưng tôi tựa hồ bị cái gì định trụ không thể động đậy cô trấn an một nụ cười môi khẽ động ngưng ngưng chị yêu em đột nhiên có loại dự cảm hoảng loạn cảm giác nàng tựa hồ sắp đi xa tay người nọ rời khỏi tóc cả người lảo đảo bay về phía xa khi cô ấy đi xa hơn trái tim tôi như một bong bóng máu khổng lồ khi thân ảnh sắp biến mất dùng hết toàn lực thoát khỏi trói buộc móng tay đâm vào da thịt cũng không có cảm giác. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy trốn. Nhanh lên, đuổi theo cô ấy. Khi biến mất hoàn toàn, tôi hét lên không. Chương không ba. Chạy ra viện an dưỡng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Quanh một tiếng vang thật lớn, ta từ trên giường ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, chung quanh vẫn là hoàn cảnh quen thuộc. Trên mặt lạnh lạnh, lấy tay sờ một cái, phát hiện đều là nước mắt lòng bàn tay cũng bị móng tay đâm thủng, đang chảy máu xuống dưới. Nỗi đau tê tâm liệt phế nhắc nhở đây không phải là ảo giác. Ta đột nhiên cười ha hả, giống như bị ma nhập vậy. Cười đến cuối cùng, lại mãnh liệt ho khan, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Tôi nghĩ bộ dáng hiện tại của tôi nhất định kinh khủng, tóc tai bù xù, trên mặt trên người đều là máu, phối hợp với cảnh tượng viện an dưỡng nếu lúc này có người đẩy cửa tiến vào, không phải bị hù chết thì là ngất xỉu. Lúc này trong hành lang đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, ta cảnh giác đứng lên, cầm tấm ván gỗ rách nát bên cạnh giường, từng bước một chậm rãi đến cạnh cửa, kéo cửa ra một khe hở. Bình thường vô luận gây ra bao nhiêu động tĩnh cũng sẽ không có người tới quản, hôm nay là làm sao vậy? Hướng ngoài cửa nhìn lại, bên ngoài là một đám tiểu nhị, mỗi người đều cao lớn, thoạt nhìn không giống như là người bình thường. Nhân viên công tác bị bọn họ quật ngã một mảnh, nhìn cảnh tượng hỗn loạn này trong lòng khẽ động, cơ hội chạy ra khỏi viện an dưỡng rốt cục đã đến. Đến toàn bộ gia sản của tôi, một bộ quần áo bệnh nhân trên người, đồng xu trên cổ, một cây bút máy, một quyển nhật ký, sau đó không còn gì khác. Ta thở dài một hơi. Phục rồi, gia thật sự là đủ nghèo. Chăm chọc thì chăm chọc, lần nữa quan sát động tĩnh bên ngoài, bên trong đám hắc y nhân kia có một thân ảnh cao cao gầy gầy. Cái này hình như là tiểu ca. Ổn định tâm thần, những người kia đem hắn vây ở giữa bảo vệ, giống như là tới cứu hắn. Hít sâu một hơi, vứt tấm ván gỗ trong tay, mở cửa, chạy tới chỗ tiểu ca. Cũng không biết là vì cái gì, trong lòng ta có một loại dự cảm, tới gần tiểu ca chính là an toàn nhất. Tiểu ca, tiểu ca. Còn có ta đây, đừng quên ta. Vừa chạy vừa lớn tiếng hô. Đám tiểu nhị kia bị ta làm cho hoảng sợ cũng đúng, một người toàn thân là máu xỏa tóc bù xù sông về phía mình, là người cũng sẽ sợ hãi. Tiểu nhị gần nhất theo bản năng hướng ta vung một quyền, nhắm chặt hai mắt chờ đợi đau đớn giáng lâm. Sau một lúc lâu cũng không có động tĩnh, ta cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn, tiểu ca vừa rồi còn ở chính giữa hiện tại đang ở trước mặt ta, giơ tay ngăn cản công kích của tiểu nhị. Tôi luôn biết anh ấy đẹp trai, nhưng bây giờ tôi nghĩ anh ấy thậm chí còn đẹp trai hơn thấy ta ngẩng đầu lên, Trương Khởi Linh giống như dùng ánh mắt hỏi như thế nào toàn thân trên dưới đều là máu. Ta từng ngụm từng ngụm thở hỗn hỉnh, không trả lời được vấn đề của hắn, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đổ lên người tiểu ca. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi cảm giác tiểu ca đưa tay tiếp được hắn. Máu trên người nhất định phải đổ lên người tiểu ca, ta nghĩ thầm. Ta nghĩ mình tự hồ, rất không hy vọng trên người hắn có máu có lẽ là lúc trước từng thấy qua hắn bị thương đi. Không biết qua bao lâu, giống như rơi vào trong một giấc mộng, đây là một mảnh kiến trúc, tường trắng ngói đen, trên đường trải đá xanh, cổ kính mang theo ý nhị giang nam. Có một đứa bé từ cuối con đường đá chạy về phía tôi, vừa định hỏi nó đây là nơi nào, liền về một cái xuyên qua thân thể tôi, chạy về phương xa. Dây tóc hắn chạy qua nổi lên rủ xuống trên vai, ta lúng cuốn ngẩng đầu. Đây là đâu? Trong trí nhớ chưa từng có cảnh tượng như vậy, nhưng nơi này luôn cho tôi một loại cảm giác rất quen thuộc. Từng viên gạch từng viên nói ven đường, cây liễu rủ xuống bên hồ nước, cửa sổ hoa lăng có hoa văn màu đỏ sậm, gió nhẹ phiêu tán mùi bùn đất tươi mát, trên bầu trời không cần đến cũng biết số lượng đàn nhạn, thật giống như ta đã từng sinh ở chỗ này, sinh trưởng ở chỗ này. Đầu lại đau, đau đến không thể đứng thẳng, thân thể cuộn tròn cùng một chỗ. Không biết qua bao lâu, đau đớn rốt cục biến mất, lần nữa ngẩng đầu lên, phát hiện cảnh tượng đã sớm biến ảo. Ngọn lửa màu đỏ tươi đau đớn hai mắt, chúng tàn sát bừa bãi trên mỗi một tất đất, dùng phá hủy tốt đẹp dựng lên thịnh yến thuộc về chúng. Ta chạy loạn khắp nơi như ruồi bọ, đi tới trước một tòa đại sảnh, giữa đại sảnh có hai người ngã vào trong một vũng máu, không biết tại sao, tự hồ có một loại ma lực hấp dẫn đi về phía trước. Đưa tay ra, rung rẩy đem các nàng lật qua, lúc này ta lại có thể chạm vào các nàng gần nhất chính là lúc trước ở trong mộng cảnh mơ thấy người nhưng hiện tại nàng xinh đẹp trên khuôn mặt chỉ còn tái nhợt trên cổ có một đạo vết thương thật lớn máu hẳn là đều là từ những vết thương này bên trong chảy ra chân mày nàng nhíu chặt làm cho người ta muốn lấy tay vuốt ve ta cũng quả thật làm như vậy nhưng nội tâm lại càng ngày càng bất an bắt đầu lật người tiếp theo mặt người kia ngay từ đầu đưa lưng về phía bên này càng lật mặt cô ta lại tôi lại càng sợ hãi rốt cục thấy rõ khuôn mặt này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, à, người nằm trên mặt đất này lại có khuôn mặt giống tôi. Chương 04 Xuất phát trường xa Bạn đang nghe tại truyện.audio Tỉnh lại lần nữa, ta lăng lăng nhìn chầm chầm trần nhà màu trắng ngẩn người, giấc mộng kỳ quái này rốt cuộc là cái gì? Có liên quan đến kinh nghiệm trước đây của tôi không? Tôi lắc lắc đầu ngồi dậy, con người tôi không thích suy nghĩ lắm, trừ phi cần thiết bình thường không suy nghĩ. Nhìn quanh bốn phía, tôi phát hiện đây hình như là một bệnh viện, không giống với viện an dưỡng lúc trước. Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi viện dưỡng lão. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, là tiểu ca. Tiểu ca, anh tới rồi, tôi rất hưng phấn, gặp được người quen trong hoàn cảnh xa lạ luôn rất vui vẻ. Chớ đừng nói chi là loại tồn tại có thể làm cho người ta an tâm như tiểu ca tiểu ca vẫn là bộ mặt băng sơn vạn năm kia nhưng ta luôn cảm thấy hắn là đang lo lắng cho ta đối với chuyện này ta cảm thấy phi thường vui vẻ ta cảm giác chính mình đã hoàn toàn tốt rồi lại là sinh long hoạt hổ đại dở hơi một quả ta khoa trương nói vì để cho hắn càng tin tưởng ta làm ra một cái triển lãm cơ bắp thủ thế tuy rằng ta cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ cái gì cơ bắp đều không có tiểu ca còn mang cháo cho ta mặc dù là cháo rau xanh bình thường nhất ta vẫn ăn rất thơm một mặt là bởi vì ta vốn là một người giỏi thưởng thức thức ăn mặt khác là bởi vì rốt cục chạy ra khỏi viện an dưỡng hương vị tự do thật thơm từ trong miệng tiểu ca ta biết chúng ta được giải cửu gia cứu ra hơn nữa ta đã hôn mê hai ngày về phần giải cửu gia là ai tiểu ca cũng không nhiều lời với ta chỉ nói là một người làm ăn về phần một người làm ăn vì sao phải cứu tiểu ca ta cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều nếu tiểu ca không nói vậy nhất định có nguyên nhân bất quá nghe cái tên này ta cũng cảm thấy có một chút quen thuộc phỏng chừng là người ta quen biết lúc trước trời ạ à, sao khắp nơi đều là người quen chúng tôi lại hàng huyên thật lâu chủ yếu là tôi nói anh ấy nghe nói thật tiểu ca thật sự là một đối tượng thổ lộ rất tốt tôi kể cho anh ta nghe về giấc mơ của tôi nhờ anh ta lưu ý giúp tôi một chút về trấn nhỏ tương tự anh ta cũng đáp ứng trước khi tiểu ca đi Ta hỏi tiểu ca mấy ngày nay là hắn vẫn luôn ở bên ngoài cùng ta sao, hắn gật gật đầu, tự hồ không biết ta vì sao hỏi như vậy. Ta đối với tiểu ca cảm động lệ nóng doanh trồng, trời ạ, à, tình hữu nghị kinh thiên địa khiếp quỷ thần này, tiểu ca không làm đại ca, ai làm đại ca? Ta hạ quyết tâm, hai tay cầm lấy tay tiểu ca, kiên định nhìn hắn. Tiểu ca, ngươi là đại ca duy nhất của ta. Tiểu ca bị ta liên tiếp làm cho bối rối, ngay cả vạn niên poker trên mặt cũng xuất hiện biểu tình bối rối. Ta nhìn mặt hắn, đột nhiên cảm thấy hắn rất giống một con gà vàng ngây thơ. Trời ạ, à, lão đại Liên Mộng bức đều đáng yêu như vậy. Không hổ là lão đại của ta, ta lại ở trong lòng đối với quyết định này của mình cảm thấy vạn phần chính xác. Lại qua vài ngày, tuy rằng vẫn ở trong bệnh viện vượt qua, nhưng tiểu ca mỗi ngày đều đến. Kỳ thật tôi vốn định xuất viện sớm một chút, nhưng bác sĩ cảm thấy vết thương của tôi quá nặng, không thể tùy hứng như thế, ngay cả tiểu ca cũng cảm thấy như vậy. Được rồi, nếu lão đại lên tiếng, ta đây vẫn là ở bệnh viện đợi thêm một chút đi. Hôm nay là ngày xuất viện, tiểu ca tới đón tôi, anh ấy mang cho tôi một bộ quần áo bình thường, áo tê. Sớt và quần dinh đơn giản, rốt cục không cần mặc quần áo bệnh nhân nữa. Tôi không có gia sản gì, cho nên cũng không có hành lý. Tiểu ca đi ở phía trước, ta đi ở phía sau, nhìn chầm chầm bóng lưng tiểu ca, ta tìm mọi cách nhàm chán nghĩ, kỳ thật tiểu ca người này hắn nhìn rất lạnh, nhưng trên thực tế hắn cũng là người có biểu lộ tình cảm, chẳng qua có thể so với người bên ngoài càng khó phát hiện một chút. Trong những ngày ở bệnh viện, tôi đã suy nghĩ về những gì tôi sẽ làm sau đó. Tôi nhờ anh trai lấy cho tôi một tấm bản đồ, tôi vẫn cảm thấy thành phố Trường Sa này rất hấp dẫn tôi, tôi quyết định chờ tôi khỏe lại sẽ đến thành phố này đừng hỏi tại sao, hỏi là trực giác. Từ sau giấc mơ mấy lần trước, tôi đã cảm thấy trực giác trong tiềm thức của tôi nhất định đang nói cho tôi biết cái gì đó, cho nên đối với trực giác lần này, tôi có một nắm chắc rất tín nhiệm. Ta đem ý nghĩ này nói cho tiểu ca, tiểu ca trầm mặt một hồi. Hắn nói hắn cũng có chuyện phải làm, hơn nữa sẽ tương đối nguy hiểm, không thích hợp cho ta tham dự, ta đi trường xa ngược lại là tốt nhất. Trước khi đi tiểu ca cho ta một ít lộ phí, ta cũng sắp rơi lệ, ta cùng tiểu ca từ viện an dưỡng đi ra đều thân không xu dính túi, đây nhất định là tiền mấy ngày nay hắn ở bên ngoài làm công kiếm được. Lão đại này của ta thật sự không nhận không, ta quyết định, về sau hắn già, ta nhất định phải hiếu kính hắn. Chương 05 năm Đến trường xa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 Trường xa sinh hoạt bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tôi biết tên đứa bé đó, Hoa Giải Ngữ. Nhị Nguyệt Hồng bảo Giải Ngữ Hoa dẫn ta đến một gian phòng khách, trong phòng rất thoải mái, là ta ở viện an dưỡng nghỉ cũng không dám nghỉ. Nằm ở trên giường, ta lại hoàn toàn không có ý hưởng thụ thích ý, từ phản ứng của Nhị Nguyệt Hồng đến xem, ta cùng hắn khẳng định quen biết đã lâu, nhưng vì cái gì hắn thoạt nhìn ít nhất đã 7-80 tuổi. Tuy rằng ta không biết mình bao nhiêu tuổi, nhưng thoạt nhìn nhiều lắm cũng hơn 20 tuổi. Nghe giọng nói của hắn, ta hẳn là ngang hàng với hắn, cũng liền bài trừ quan hệ thầy trò giống như hoa giải ngữ. Hơn nữa hắn nhìn thấy ta còn trẻ như vậy tự hồ tuyệt không kinh ngạc, vậy đã nói rõ ít nhất ta từ khi bắt đầu quen biết hắn vẫn là như vậy. Hơn nữa vẻ mặt vừa rồi của hắn rất phức tạp, là một loại vẻ mặt phiền muộn lại tiếc hận. Ta lại nghĩ đến, từ khi ta thanh tỉnh tới nay, ở viện an dưỡng trải qua xuân hạ thu đông ít nhất đã ba lần, nhưng trong ba năm này dung mạo của ta một chút cũng không có phát sinh thay đổi. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ có lẽ mình còn trẻ, hơn nửa thời gian ba năm không tính là bao lâu. Nhưng ta kết hợp vừa rồi loại tình huống này, trong lòng hiện lên một loại lớn mật suy đoán, có lẽ, ta sẽ không già đi, lại đổi một cái chuẩn xác hơn từ mà nói. Trường sinh Ta bị ý nghĩ của mình dọa giật mình, nói giỡn, người làm sao có thể trường sinh đây? Đây chính là khoa học xã hội, khẳng định là có nguyên nhân khác mà thôi nói không chừng chỉ là ta sinh ra tương đối muộn mà bối phận lại tương đối cao mà thôi người thế hệ trước luôn rất để ý bối phận tôi lắc đầu cảm thấy ý nghĩ này vô cùng buồn cười dứt khoát không hề suy tư vấn đề hao phí tế bào não này nữa người nếu có thể trường sinh heo cũng có thể lên cây heo không lên cây ta lên trước mắt mà xem nhị nguyệt hồng đối với ta không có chút ác ý nào buồn cười giác quan thứ sáu mẫn cảm này của tôi cho dù có người muốn cướp kẹo que trong tay tôi tôi cũng có thể cảm nhận được đương nhiên nói đùa không có thần như vậy nhưng phương hướng lớn luôn không sai dù sao ta cũng không có chỗ đi sao không ở lại bên cạnh một người vừa biết mình lại không có ác ý nói không chừng còn có thể tìm được một ít manh mối cứ nghĩ như vậy bị vây trong chăn mềm mại như đám mây tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi ngày thứ hai tôi ngủ rất say mặt trời lên cao tôi mới thức dậy. Vừa mở cửa tôi liền nghe thấy tiếng hí khúc du dương, tôi theo âm thanh này đi tới đại sảnh ngày hôm qua, nhị Nguyệt Hồng đang ngồi trên ghế trước sân khấu kịch, trong tay cầm một chén trà, hắn thấy tôi tới, chỉ chỉ cái ghế bên cạnh, bảo tôi ngồi xuống nghe nhạc. Tôi sửa sang lại quần áo của mình ngồi xuống, trên đài có một người nho nhỏ đang hát hí khúc, tôi cẩn thận nghe, hát chính là Quý Phi say rượu trong kinh kịch. Nhắc tới cũng kỳ quái, Tuy rằng tôi mất trí nhớ, nhưng mất đi chỉ là ký ức về chính mình. Tôi ngay cả tỉnh giả tư của Lý Bạch cũng nhớ rõ, chính là không nhớ rõ tên của mình. Điều này thật đúng là kỳ quái, trong lòng tôi lầm bầm. Tiểu thanh y trên đài bản lĩnh rất ổn, một thân trường y rũ xuống đất, đứng ở giữa sân khấu, chói lọi. Thanh âm uyển chuyển tinh tế giống như chuông bạc vang lên, nước chảy róc trách. Tôi rất nhanh liền chìm vào trong hí khúc, kết thúc một khúc, tôi mới hoàn hồn lại, nhìn sân khấu, tôi sờ sờ vết sẹo kinh khủng trên cổ mình tiếc núi thở dài giọng hát này nói chuyện tạm được hát khí khúc khẳng định không được cũng không biết lúc trước tôi tạo thành như thế nào hoa giải ngữ lập bập lập bập xuống sân khấu đi tới trước mặt chúng tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhu thuận đáng yêu của cô ấy tôi nghĩ nếu cô ấy là em gái ruột của tôi thì tốt rồi có một em gái đáng yêu như vậy tôi ra ngoài dẫn cô ấy đi chơi cũng rất có mặt mũi nhưng nguyệt không bảo giải ngữ hoa đi tẩy trang lại bảo tôi đi theo anh đến thư phòng đi ở phía sau hắn ta nghĩ phỏng chừng là có chuyện gì muốn nói cho ta biết có chút chờ mong đại khái có lẽ là liên quan đến thân thế của ta đi trên đường đi hắn lơ đãng hỏi đồng tiền trên cổ ta có thể tháo xuống cho hắn xem không ta không biết vì sao hắn đối với đồng tiền của ta cảm thấy hứng thú như vậy nhưng tôi lắc đầu vẫn quyết định ăn ngay nói thật tôi nói cho hắn biết đồng tiền này khi tôi tỉnh táo liền mang theo trên người kéo thế nào cũng không kéo xuống được anh gật đầu cũng không nhắc lại. Đến nơi, tôi quét mắt nhìn, toàn bộ thư phòng không khí thoáng đảng, cổ kính, vừa nhìn cũng rất có tiền. Nhị Nguyệt Hồng trước mặt tôi lấy ra một cái hộp màu đỏ sậm từ trong ngăn tối trên bàn sách đưa cho tôi, trên hộp kia lóe ra hoa văn màu vàng kim, có vẻ rất là thần bí cổ xưa. Anh ấy nói với tôi rằng đó là những gì tôi đã dạy anh ấy trước khi đi và tôi đã nói với anh ấy rằng nếu tôi có thể trở lại, hãy đưa nó cho tôi ta ôm cái hộp ở trở về phòng trên đường, từ khi bắt đầu lấy được cái hộp, lòng của ta liền càng ngày càng vội vàng sao động, bức thiết muốn mở ra cái hộp nhìn xem. Ta nhìn quanh một vòng thấy bốn phía không có người, liền mở ám khấu trên hộp ra. Giữa hộp kia lẳng lặng nằm một khối ngọc cùng một phong thư lóe lên ánh sáng kỳ quái, ta cầm lấy khối ngọc này, đem nó nhắm ngay ánh mặt trời nhiều lần kiểm tra, ngoại trừ ánh sáng có chút khác thường, tự hồ cũng không có gì. Tôi mở lá thư ra, trong thư chỉ có một câu ngắn ngủi. Không cần hoài nghi, ta chính là ngươi. Hai việc, bảo vệ tốt mọi người, tìm kiếm và phá hủy nó. Nó là ai? Một tổ chức kỳ lạ. Tôi đang nhìn chầm chầm lá thư thì đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay truyền ra một luồng nhiệt, đó chính là tảng đá trong tay tôi phát ra. Không đợi ta vứt bỏ tảng đá, đầu liền truyền đến một trận đau nhức mê muội Mẹ nó, lại bắt đầu rồi, sớm không đến muộn không đến nhất định phải đến bây giờ. Có. Ta thầm mắng một câu, rốt cục chịu không nổi, mắt tối sầm ngã xuống. Chương 7 Một cái khác ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ta rơi vào một không gian trắng xóa, phía trước ta có một người đứng, ta nhìn kỹ, bóng lưng kia rất quen thuộc, tựa hồ chính là ta mặc nữ trang. Người đó mặc một bộ đồng phục sinh viên thời dân quốc, có một mái tóc ngắn ngang tai đen nhánh trong suốt, thoạt nhìn rất dí dỏm. Bất quá trên cổ của nàng không có một đạo nổi bật sẹo, đó hẳn không phải là ta. Tôi rùng mình một cái, nhìn thấy một người lớn lên giống mình ăn mặc như vậy, có phải có chút không có biện pháp tiếp nhận hay không? Ngay khi tôi đang suy nghĩ lung tung, người kia xoay lại, cô ấy nhìn về phía tôi, tự hồ cũng không ngạc nhiên khi tôi đến. Cuối cùng anh cũng tới, em còn tưởng phải đợi anh rất lâu cô cười với tôi tự mình nói anh ta dường như không quan tâm đến câu trả lời của tôi bình tĩnh ta chính là ngươi không đời nào tôi hét lên tôi là một người đàn ông và không đời nào tôi có thể ăn mặc như vậy nàng tự hồ bị ta chọc cười cười khúc khích không nghĩ tới ta mất trí nhớ lại đơn thuần như vậy quên đi cái này cũng chứng minh kế hoạch thành công kế hoạch gì nói rõ ràng một chút đừng làm người câu đố a à, ta rất sốt ruột bởi vì nàng tự hồ một chút cũng không vội giúp ta giải đáp nghi hoặc của ta không có việc gì cái này không quan trọng nàng thần bí hề hề nói với ta thả lỏng tâm ta sẽ không làm chuyện không có đầu óc tất cả mọi chuyện ta đều an bài tốt thứ ngươi muốn đáp án muốn biết một ngày nào đó sẽ biết nàng ngáp một cái nhớ kỹ giết chết tất cả họ uông đây là bọn họ nợ ta Đột nhiên chuyển đề tài, nàng âm hiểm nói một câu hoàn toàn không phù hợp với cách ăn mặc. Tôi rùng mình một cái, ánh mắt của cô ấy thật đáng sợ, tự như ác quỷ từ địa ngục bò ra vậy. Ta ta cũng không làm, đây là phạm pháp. Ta vẫn cố nén nói. Giết người. Loại chuyện này ta không thể làm được, nghe liền làm cho người ta sợ hãi. Không có việc gì, anh sẽ làm được. Cô nhìn tôi chầm chầm một hồi lâu, không biết là do ánh sáng hay là làm sao, trong mắt hình như có lệ quang lóe ra. Trời ạ, à, lão tử nhất định phải giết hết tất cả những người biết chân tướng nhưng không nói cho người khác trên đời này, các ngươi lại giả bộ thử xem. Tôi cảm thấy cơ thể mình ngày càng trong suốt, dường như sắp biến mất. Ta vội vàng nhìn nàng, hy vọng nàng có thể cung cấp thêm một ít tin tức hữu dụng. Còn nữa, nhìn Nguyệt Hồng hoàn toàn có thể tin tưởng, nhớ giúp ta làm thịt hắn một trận nàng dừng một chút còn nói thêm đừng quên chuyện trong thư tôi mở mắt và thấy mình đang nằm trên giường trong phòng khách hoa giải ngữ bên cạnh đang nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm thấy tôi tỉnh dậy cô ấy bưng cho tôi một tách trà ấm thật sự là vừa đáng yêu lại hiểu chuyện a à, ta ở trong lòng cảm thán nói tôi lại nghĩ đến một chuyện khác của tôi tôi cảm thấy lời cô ấy nói hẳn là đáng tin chỉ là có chút thiếu hút giải ngữ hoa nói cho ta biết nàng đi gọi sư phụ nàng lại đây bảo ta chờ một chút tôi gật đầu và cô ấy chạy ra ngoài một lát sau tháng hai đỏ tới nếu nói nhị nguyệt hồng có thể tín nhiệm vậy dứt khoát đem chuyện mất trí nhớ đều nói cho hắn biết đi ta ở trong lòng tính toán Nhịn nguyệt hồng nghe xong lời ta nói thở dài một hơi quả nhiên ai cũng không ngăn được ngươi nhìn dáng vẻ của hắn dường như hắn biết chút nội tình vậy anh có biết kế hoạch của tôi trước khi mất trí nhớ không tôi hỏi anh ta đoán được một chút bất quá không thể nói cho ngươi biết mất trí nhớ nhất định là ngươi an bài một nước cờ ngươi đã làm như vậy vậy nhất định có đạo lý không làm không được nhất định là thứ gì đó chỉ có mất trí nhớ ngươi mới có thể đi làm hắn nói với ta được đều làm người câu đố đúng không ta cũng không tin hắn không hiểu kế hoạch của ta ta có thể là một tên ngốc nhưng ta không phải kẻ ngốc ngay cả chính mình cũng hố. Là trước kia ta thật đúng là thương mại, không phải người, ta cam chịu nghĩ. Được rồi, nhưng tôi muốn ra ngoài giải sâu, cho tôi mượn tiểu hoa hoa hai ngày. Tôi mặc dậy nói, hu hu hu, hiện tại chỉ có tiểu hoa hoa mới có thể trấn an lòng tôi. Giải ngữ hoa đứng ở bên cạnh, tự hồ không nghĩ tới đề tài có thể kéo đến trên người cô. Nhị Nguyệt Hồng nhìn ta, lại nhìn nàng, lộ ra thần sắc hiểu rõ trước đây em thích người đẹp, thoạt nhìn tuy rằng mất đi trí nhớ, nhưng Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời a, à, trêu chọc thì trêu chọc, anh vẫn giảng giải ngữ hoa cho tôi mượn hai ngày. Ta đã không sao cả, dù sao mất đi chính là người của ta lúc trước, không phải của ta. Chương 08 Đùa Tiểu Hài Nhi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Mấy ngày sau, tôi thường dẫn Tiểu Hoa ra ngoài tản bộ, hôm nay cũng không ngoại lệ, Cuộc sống như vậy thật sự rất thoải mái, tôi căn bản không nghĩ gì về nó. Quản hắn nha, trong mộng ta không phải đều nói sao? Đến lúc đó tôi sẽ biết. Về phần là lúc nào ta mới không quan tâm. Nếu không nói cho ta biết chân tướng, ta dựa vào cái gì phải ngoan ngoãn đi làm việc? Dù sao đều an bài xong xuôi, liền đi theo một bước là một bước đi. Hôm nay trời đặc biệt tốt, tôi và Tiểu Hoa đi trên đường bên ngoài, thay vì nói là tôi nắm tay anh không bằng nói là cô ấy nắm tay tôi nhìn dáng vẻ nghiêm trang giả bộ người lớn của cô ấy tôi liền muốn cười kẹo hồ lô rồi bán kẹo hồ lô rồi xa xa truyền đến tiếng hét của người đàn ông tôi phát hiện ánh mắt tiểu hoa bất giác bay qua tôi đột nhiên nghĩ ra một cách trêu chọc cô ấy ta đi về phía trước gọi hán tử bán kẹo hồ lô kia lại hướng hắn mua hai cái kẹo hồ lô đầu tiên tôi liếm kẹo hồ lô sau đó làm bộ nói ai nha kẹo hồ lô này sao lại ngon như vậy? Nhưng mấy ngày gần đây bụng tôi không thoải mái lắm, không thể ăn nhiều. Tôi ra vẻ buồn rầu, sau đó giống như nghĩ tới điều gì đó nói với Tiểu Hoa. Tiểu Hoa mùi mùi, em có muốn ăn kẹo hồ lô không? Tiểu Hoa hồ nghi nhìn tôi chầm chầm, muốn tìm ra dấu vết trêu chọc trên mặt tôi, lại nhìn kẹo hồ lô trên tay tôi, trải qua mấy ngày ở chung, độ tín nhiệm của cô ấy đối với tôi gần như vô hạn. Lúc mặt ta sắp cứng đờ, rốt cục nghe được một thanh âm yếu ớt. Muốn ăn. Tiểu hoa dùng đôi mắt to ngập nước nhìn chầm chầm tôi, tôi thiếu chút nữa không ngăn được sóng xung kích manh manh này, thiếu chút nữa mềm lòng đưa cho cô ấy. Ta bình tĩnh tinh thần, kiên định chính mình trêu chọc trái tim của nàng. Tiểu hoa mùi muội muốn ăn kẹo hồ lô này thì phải gọi ta một tiếng ngưng ngưng ca ca. Ta cười nói, cố gắng làm cho nụ cười của mình chân thành một chút. Tiểu hoa do dự một lát, chậm rãi nói. Ngưng ngưng ca ca. Trong lòng ta phát ra tiếng chuột chuỗi thét chói tai, ngươi có thể tưởng tượng một nữ hài tử hương thơm mềm mại nói những lời này với ngươi cảm giác như thế nào không? Thật sự, ta cảm giác cuộc đời này ta không hối tiếc. Ta lập tức đưa kẹo hồ lô hoàn hảo trong tay cho nàng, nhìn bộ dáng nàng chậm rãi ăn kẹo hồ lô, thật sự rất đáng yêu. Tôi cố ý nói với cô ấy. Tiểu hoa mùi mùi, em muốn mỗi ngày ăn kẹo hồ lô không? nàng chậm rãi gật đầu mấy ngày nay hai chúng ta đã quen thuộc nàng đã sớm buông đề phòng với ta muốn thì em làm con dâu nuôi từ nhỏ cho anh trai anh cam đoan sau này mỗi ngày em đều có thể ăn được rất nhiều kẹo hồ lô muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu đến đây anh lại bắt đầu bị coi thường mặt của nàng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng ai tiểu hài tử này vẫn là da mặt quá mỏng còn phải tôi luyện tôi luyện ta đang nghĩ phương thức trêu chọc nàng sau này chợt nghe cô yếu ớt trả lời một câu. Vậy thì tốt rồi, ngừng ca ca, anh không được đổi ý. Hu 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 tiểu hoa cư nhiên cự tuyệt ta, thật sự là quá tổn thương ca ca của ta. Chờ một chút, ta đột nhiên ý thức được không thích hợp, tiểu hoa cư nhiên không cự tuyệt ta. Nàng ngẩng đầu cuột cường nhìn ta, trong mắt chứa đầy nước mắt, tự hồ ta nếu dám cự tuyệt liền lập tức khóc cho ta xem. Xong đời, hình như tôi đùa quá mức rồi ta vốn còn muốn để cho nàng an ủi ta, hiện tại biến khéo thành vùng, ta thề sau này ta không bao giờ đùa nữa. Hảo hảo hảo, ta mỗi ngày đều cho ngươi mua kẹo hồ lô ăn, ta lập tức trấn an nàng, hiện tại tiểu hài tử còn nhỏ, nàng mới 6 tuổi, chờ lớn lên sẽ không nhớ rõ, ta nghĩ thầm, dù sao cũng không phải thật sự. Nàng lại không yên tâm, nhất định muốn ta cùng nàng ngoắt tay, ta đành phải thuận theo ý nàng. Nói thật, rất khó tưởng tượng hồ lô đường phèn lại có uy lực lớn như vậy, xem ra là ta coi thường sức mạnh của mỹ thực. Đợi đến khi nàng ăn xong kẹo hồ lô, ta lại nắm tay nàng đi dạo một hồi mới trở về. Buổi tối ăn cơm xong, tôi đang nằm trên ghế đu trong sân đọc tiểu thuyết mới mua, tiểu hoa lọc bọc chạy vào. Cô ấy giơ một quyển sách lên đặt trước mặt tôi, tôi cầm quyển sách lên lật đến trang cô ấy cho tôi xem, đó là hoa văn một cây trăm hoa đào và vòng tay bằng gỗ đào cô muốn tôi làm cái này cho cô tôi hỏi cô nàng gật gật đầu thấy trên mặt ta lộ ra vẻ do dự liền lập tức dùng đôi mắt to ngập nước kia nhìn ta xong đời nàng thật sự tìm được biện pháp cầm lấy ta lòng ta mềm nhũng vội vàng đáp ứng chờ hắn đi rồi ta nhờ nhị gia giúp ta tìm gỗ đào cùng công cụ tốt cũng không thể làm cho tiểu hoa thất vọng a à, tuổi thơ của tiểu hài tử liền do ta bảo vệ chương không huấn luyện bạn đang nghe tại truyện chấm audio mùa hè cùng với tiếng ve kêu đến trong không khí tràn ngập hơi thở khô nóng tôi ngồi trên ghế đu dưới bóng cây trong tay cầm dưa hấu dùng nước giếng ướp lạnh chờ tiểu hoa luyện công kết thúc thật sự là rất thích ý tiểu hoa như thế nào hô hô bổ nhào vào trong ngực của ta ta nhanh chóng đưa tay tiếp được nàng tại hồng phủ một tháng tới nay ta cùng tiểu hoa đã thành lập thâm hậu cách mạng hữu nghị trên có thể leo cây đào tổ chim dưới có thể đào các bắt cua chẳng qua chủ yếu là ta làm nàng xem. Tôi lấy một miếng dưa hấu đưa cho tiểu hoa, cô ấy ngồi trên đùi tôi ăn. Nhị gia hôm nay cũng khó có được ngồi ở bên cạnh ta trên xích đu, chẳng qua hắn vừa mở miệng liền làm cho ta thiếu chút nữa cầm chắc dưa hấu. Ta muốn ngươi sau khi ta chết tiếp nhận hồng gia. Hắn thản nhiên nói, tự như đang nói trưa nay ăn cà chua xào trứng gà. À, ta sao? Ta lấy ngón tay chỉ khuôn mặt càng thêm cơ trí của ta đúng hắn nhìn ta một cái lại tiếp tục nói ta không có con cái hiện tại duy nhất không yên tâm chính là ngươi cùng giải ngữ hoa giải ngữ hoa nàng nhất định phải trở thành người nhà của giải gia trên người ngươi đeo bí mật to lớn liên quan đến cửu môn càng miễn bàn hiện tại lại mất trí nhớ trước kia ta đã nửa đùa nửa thật nói với ngươi hiện tại suy nghĩ một chút đây cũng là biện pháp tốt nhất trước mắt nói xong hắn cúi đầu nhấp nhấp trà trong tay nhưng nhưng tôi cái gì cũng không hiểu cùng lắm chỉ là ăn nhiều hơn người khác một chút ngủ nhiều hơn một chút mà thôi tôi vẫn không hiểu thân thủ lúc trước của ngươi vô cùng lợi hại ánh mắt của hắn hướng về phương xa giống như đang hồi ức quá khứ ta tin tưởng thiên phú của ngươi bắt đầu từ ngày mai ngươi đi theo ta ta tới giúp ngươi ngữ khí của hắn không có chút thương lượng a à, không đợi ta kịp phản bác hắn liếc ta một cái Ta nghẹn một cái, lập tức gật gật đầu. Dù sao lúc trước trong mộng ta làm cho ta tin tưởng hắn, tiếp nhận liền tiếp nhận thôi, cũng sẽ không rất khối thịt. Tôi cúi đầu trêu Tiểu Hoa, từ đó bỏ lỡ ánh mắt sâu xa trong mắt anh. Từ sau khi ta đáp ứng, không còn những ngày thanh nhàn như ngày xưa nữa. Nhị gia huấn luyện có thể nói là hình thức địa ngục, ta mỗi ngày ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà, hơn nữa hắn hoàn toàn không hòa ái dễ gần như lúc xem kịch. Ánh mắt của hắn tự như có hỏa nhãn kim tinh, chỉ cần ta phạm sai lầm hoặc là lười biến hắn đều có thể nhìn ra được. Nghiêm sư xuất cao độ là không sai, vậy cũng không thể thật sự cầm roi ở phía sau ta quốc chứ. Nhưng hiệu quả này cũng vô cùng rõ rệt, sau khi bị tấn công vài lần, tôi phát hiện thân thể của tôi có thể sử dụng chiêu số khi bị công kích. Những chiêu số này ta hoàn toàn chưa từng học qua, toàn bộ dựa vào thao tác trong tiềm thức, nhất là sau khi thấy máu, có thể nói là chiêu chiêu trí mạng hơn nữa khí lực của ta hình như cũng lớn hơn người bình thường rất nhiều xem ra nhị gia nói không sai lúc trước ta quả thật rất trâu bò nhưng người trâu bò hơn nữa cũng không thể luyện như vậy trên người ta thường xuyên xanh một khối tím một khối tuy rằng tốc độ khôi phục rất nhanh nhưng chỉ cần có lỗ hổng liền đặc biệt dễ dàng lưu sẹo bất luận lớn nhỏ sau khi phát hiện đặc điểm này ta liền đặc biệt yêu quý mặt của ta vốn là không có rất đẹp mắt đánh tàn phế lại càng không tốt Tiểu Hoa cũng luyện theo sau tôi, làn da vừa trắng vừa mềm, đặc biệt dễ bị thương, thoạt nhìn rất đau lòng. Vì vậy, tôi thường xuyên bôi thuốc mỡ cho cô ấy và đôi khi pha cho cô ấy một bồn tắm thuốc. Lần đầu tiên khi tôi bôi lưng cho cô ấy, cô ấy sống chết không muốn, cuối cùng là yêu cầu cứng rắn của tôi, thật ra là mặt dày mày dạng, cô ấy vẫn cởi áo. Nhìn vết thương trên người nàng, ta đau lòng cực kỳ, hai tử nhỏ như vậy hiện tại liền luyện công vẫn là quá sớm lớn một chút lại luyện cũng không phải mùn a à. ta hỏi nàng có muốn không đợi lớn một chút lại luyện đi nàng lắc đầu không có việc gì có ta ở đây ai dám khi dễ ngươi ta làm cho hắn chịu không nổi ta giơ nắm đấm hướng địch nhân không tồn tại trong không khí đánh hai cái nhưng em muốn bảo vệ anh sớm một chút một câu nói của tiểu hoa khiến tôi nghẹn họng nhìn ánh mắt chân thành của cô tôi cảm thấy vô cùng hoang mang chẳng lẽ là ta ở trong lòng nàng tạo ra cái gì kỳ quái nhân thiết sao? Lại để cho cô hiểu lầm như thế. Tôi cảm thấy thất vọng sâu sắc. Ta vẫn muốn khuyên nhủ nàng, nhưng nàng vẫn kiên trì suy nghĩ của nàng, đối với chuyện này ta đành phải từ bỏ, chỉ có thể chiếu cố nàng nhiều một chút. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng. Chương 10 Hồng phủ người tới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét